Hôm nay Timen sẽ giới thiệu đến các anh mẫu giày thủ công cao cấp chính hãng mà bên Timen đang bán chạy nhất trong tháng này. Thân giày được làm hoàn toàn từ da nguyên tấm loại 1, xử lý bằng công nghệ nano chống thấm, khiến cho việc vệ sinh và bảo quản giày trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Với thiết kế mới lạ, độc đáo trên nền da bóng bẩy, sẽ mang đến cho các anh khí chất cực nam tính và cái sự mạnh mẽ rất riêng. Các anh có thể phối cùng quần tây, quần kaki hay quần jean đến cơ quan hoặc cà phê cùng bạn bè, cũng như ở những dịp quan trọng khác đều rất phù hợp và thuận tiện. Đặc biệt, form giày được cắt gọt tỉ mỉ theo form chân người Việt, với phần ngưỡi giày bo tròn thoải mái nên các anh sẽ rất thoải mái dù có mang giày cả ngày dài đằng đẵng làm việc hay di chuyển rất nhiều cũng không hề gây khó chịu. Bên cạnh đó, phần đế cao su nguyên khối được kết hợp trực tiếp thân giày bằng kỹ thuật khâu tay plastic, có nghĩa là may xuyên đế, sẽ mang đến sự chắc chắn và bền bỉ trong năm tháng khi các anh sử dụng. Sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn, dễ dàng kết hợp cùng mọi trang phục,